Con rắn. Con rắn. Con rắn mới đổi khoai tây chiên. Đội em quyết định chọn đó là con tròn. Con tròn ăn đêm. Các bạn đã quyết định rồi, không thay đổi được nữa. Ý kiến riêng của bạn là gì? Dạ, theo em cũng là con tròn. Con tròn, ngoài con tròn ra bạn nghĩ là gì nữa? Em chưa nghĩ nữa. Bạn biết con gì ngoài con tròn mà theo nghĩ ngoài con tròn nó có thể là con gấu túi. Con gấu túi. Con gấu túi là con gì đó bạn Sơn? Con gì em nghĩ là đêm? Con sao? Mèo. Con mèo. Mèo có rồi thì đúng là các bạn không còn đáp án gì ngoài đáp án con tròn mà chúng ta xem. Tròn. 91 điểm thuộc về đội khoai tây chiên. Và đây là đáp án của Lai. Đáp án 5. Con gì ăn đêm nào? Con sóc. Đây là ý kiến của một số người trong 100 người mà chúng tôi đã hỏi. Kết quả tạm thời sau vòng thứ nhất, đội tương cà chua nhường cho khoai tây chiên dẫn trước với 174 điểm. Bắt đầu. Bơi lội. Dây cấn. Cũng bơi lội. Liệu đội đó là tương cà chua có giành được điểm. Mời quý vị khán giả đừng rời màn hình và trở lại chương trình trong ít phút nữa. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Ngay từ tháng đầu tiên á là thấy bé có một cái sự thay đổi rõ rệt rồi. Mình phát triển được cân nặng và chiều cao rất đều, phát triển trí não cũng tốt. Ai cũng khen mẹ sao nuôi con khéo quá. Nay mẹ hài lòng hơn với chương trình tiết kiệm thông minh của Dialac. Mua hộp giấy Dialac Alpha 400g tặng thêm 15% sữa. Tiết kiệm thông minh 10.000 đồng. Cảm ơn Dialac. Dialac đã đem đến sự thay đổi lớn cho gia đình mình. Dialac Alpha, sự lựa chọn thông minh của mẹ. City high, city low, gotta go. Mang theo cả thế giới năng động, Fiesta sedan mới, rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu. Xốp phèo hương cam và xốp phèo hương hoa làm cho mũi phải tránh xa. Xốp phèo cho cảm giác mềm mại dài lâu. Xốp phèo với hương thơm ta yêu thích nhưng mũi tránh xa. Xích Linh Chi Mi Cây Nhật Bản tiêu thụ toàn cầu, tăng sức đề kháng, hạn chế sự phát triển của tế bào u bướu, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Xích Linh Chi Mi Cây Nhật Bản bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn. Còn mượt hơn cả khi dưỡng ở tiệm ư? Ôi, hơn cả mượt mà. Sao mượt hơn hay vậy? Với 50% tinh chất kem ủ Rejoice mới. Rejoice mượt mà, này còn mượt hơn cả khi mình dưỡng ở tiệm lúc trước. Ui, tóc em thật mượt mà. Rejoice hơn cả mượt mà là xíu mượt lạ thường. Làm quạt náo viên là đam mê lớn nhất của con gái tôi. Do đó tôi không muốn sự khó chịu nào làm con bé mất tự tin. Dù đó là cặn bụi giặt dính trên quần áo. Vì vậy tôi chuyển sang dùng nước giặt Ariel. Dễ tan trong nước, giúp quần áo sạch sẽ và không dính cặn bột giặt. Cho con được tự tin cổ vũ là niềm hãnh diện lớn nhất của tôi. Nước giặt Ariel sạch như mới. Trước đây bạn dùng internet chỉ có bạn trải nghiệm, nhưng giờ đây cặp đôi giải trí, thưởng thức, chia sẻ cùng nhau. Bộ ba, nhóm 4 hay kết giao thêm bạn mới, chẳng mấy chốc bạn đã hòa vào cuộc vui cách nửa vòng trái đất. Vì giờ đây bạn có thể thỏa sức tận hưởng online ngay trên Sony Internet TV. Sony. Và sau đây là vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Vòng này sẽ bắt đầu với thành viên thứ ba của hai đội. Mời hai bạn. Hai bạn may mắn với câu hỏi duy nhất của vòng 2. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi 100 người và có 8 câu trả lời của một số người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của đáp án vẫn chính là số người trả lời đáp án đó khi khảo sát. Môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ? Bơi lội. Môn bơi lội. Bạn. Môn đá bóng.
Tuấn Nhật nói là đã bụng. Mời hai bạn trở về vị trí. Đá bóng hầu như là chỉ có học sinh nam mới thích chơi thôi, hầu như thế. Rất ít học sinh nữ thích chơi, đúng không em? Bạn trả lời rất hay. Mời Bích Thảo. Là môn quần vợt. Bích Thảo nói là môn quần vợt học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ. Mời bạn Ngọc Mỹ, bạn cho rằng môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn là nữ? Theo em thì môn thể thao các bạn nam thích hơn đó là môn đá cầu. Môn đá cầu. Đá cầu 7 điểm. Bạn Sương. Dạ em nghĩ là chơi game. Chơi game mà game gì bác? Game đi. Dạ. Ý bạn nói là gì? Võ Lâm Truyền Kỳ. Ừ. Dạ. Game điện tử gì phải không? Dạ dạ đúng. Chơi game điện tử. Mời các bạn thư ca chủ hội ý. Tôi thấy là các bạn nữ hiện giờ ghiền chơi game điện tử đâu kém gì nam đâu phải không thưa quý vị. Mời bạn Tuấn Nhật. Em nghĩ là môn bóng rổ. Một môn thể dục thể thao mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ đó là bóng rổ. Bóng rổ. 5 điểm. Mời bạn Bích Thảo. Bạn thấy là môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ? Dạ môn bóng chuyền. Đó là bóng chuyền. Mời bạn đội trưởng trả lời tiếp tục rồi bạn khí thế đăng lên. Thêm môn thể thao mà các bạn nam thích chơi hơn các bạn nữ đó là môn bóng bàn. 2, 4, 7, 8 có bóng bàn không bằng điểm. Không có. Mời tất cả chưa. Đáp án của các bạn là gì? Đáp án duy nhất của các bạn. Võ thuật. Võ thuật. Đáp án đã được chọn. Đội Tư Cà Chua chọn đáp án võ thuật để ghi điểm. Và bây giờ chúng ta xem từng thành viên các bạn đã trao đổi nhau như thế nào. Ý kiến riêng của bạn là gì? Em nghĩ là bóng bàn. Bóng bàn. Bạn Lý Tuấn. Võ thuật. Võ thuật. Bạn. Em có nghĩ là tập tạ. Tập tạ. Bóng bàn, võ thuật và tập tạ. Cuối cùng các bạn chọn là võ thuật. Võ thuật. Nào điểm sẽ thuộc về ai? Bắn điểm. Võ thuật. 60 điểm thuộc về đội khoai tây chiên. Mời các bạn xem đáp án còn lại. Đáp án 2. 4. 7. Và 8. Đây là ý kiến của một số người nhận xét là các môn này thường thì thấy học sinh nam chơi nhiều hơn là học sinh nữ. Sau vòng thứ 2, kết quả là tương cà chua của chúng ta chưa có điểm nào. Khoai tây chiên ghi được 234 điểm. Đó là cửa nhà. Đội khoai tây chiên đã chơi rất hay. Liệu họ có tiếp tục giành chiến thắng thêm nhiều điểm cho đội bạn? Dạ túi sách, sạch hoa tiên, thủ tư trang. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ 3 của trò chơi chung sức. Vòng này sẽ bắt đầu với thành viên thứ 4 của hai đội. Nào mời hai bạn. Bắt tay hữu nghị. Và sau đó trả lời câu hỏi duy nhất của vòng 3. Một câu hỏi, 5 đáp án, số điểm nhân 2. Tổng số điểm trên bảng có thể là 200 điểm. Hai bạn hãy kể tên một thứ mà bạn ít khi quên hoặc không bao giờ quên khóa nó lại. Mời bạn. Dạ túi sách. Đó là túi sách. Mời bạn. Tên là két sắt. Đó là két sắt. Mời hai bạn trở về vị trí. Két sắt mà quên phá lại thì gây go phải không ạ? Vậy thì ngoài két sắt ra bạn có thể trả lời một đáp án nào thí dụ tương tự như thế. Đó là một cái thứ gì người ta ít khi nào quên hoặc không bao giờ quên khóa nó lại. Xài xong là khóa lại ngay. Theo em nghĩ thì cái mà chúng ta không nên quên khóa đó chính là cửa nhà. Đó là cửa nha. Hay quá rồi. Còn cái gì hay hơn nữa không bạn Thu Sương? Dạ tủ kiến. Tủ kiến. Mời bạn Tú Nhật. Bạn hãy kể tên một thứ mà bạn ít khi quên và không bao giờ quên khóa lại. Theo em nghĩ là xe. Bạn hãy trả lời cụ thể là xe gì bạn Nhật hả? Ví dụ như là xe máy. Xe máy, thí dụ là xe máy và bạn xem xe máy có trên bảng hay không? Xe máy có 19 người trả lời giống như bạn Bích Thảo thấy là
thứ gì mà người ta ít khi quên hoặc không bao giờ quên khóa nó lại? Dạ, theo em là tủ tư trang. Đó là? Tủ tư trang. Tủ tư trang hả bạn? Tủ tư trang. Mời đội tư cà chua hội ý. Đội trưởng, một thứ mà bạn ít khi nào quên hoặc không bao giờ quên khóa lại? Theo em đó là đáp án xe đạp. Khóa xe đạp nó nhẹ lắm phải không? Quên khóa là nó bay liền phải không? Xe đạp. Bản này thật là vô lý phải không ạ? Mời đội tư cà chua. Đáp án của các bạn là gì? Theo em nghĩ là xe gắn máy có rồi thì sẽ xe hơi. Xe hơi. Đáp án các bạn đã chọn là xe hơi. Dạ. Không thay đổi nha. Ý kiến riêng của bạn là gì? Dạ, em nghĩ là dây kéo. Bạn nghĩ là dây kéo, bạn nghĩ là? Dạ cũng vậy. Cũng nghĩ là dây kéo luôn bạn. Em cũng nghĩ là phẹp ma tuya. Trời, ba bạn nghĩ là phẹp ma tuya. Các bạn không có ý kiến nào khác nghe xe hơi. Các bạn, trong bốn bạn không có ý kiến nào khác là đáp án xe hơi. Và chúng ta xem. Mời quý vị và các bạn theo dõi bảng điểm sẽ cho chúng ta biết với đáp án xe hơi, điểm số sẽ thuộc về đội nào. Một cái thứ mà chúng ta ít khi nào quên hoặc không bao giờ quên khóa lại đó là xe hơi. Xe hơi. Như vậy 186 điểm thuộc về đội tư cà chua. Chúc mừng các bạn. Và đây là đáp án cuối cùng của câu hỏi này. Đáp án 5. Khóa lại là rất là nguy hiểm phải không? Bây giờ các bạn sực nhớ là đây là cái điều mà chúng ta vẫn làm hàng ngày nhưng mà lại không nhớ đến khi là có người hỏi đột ngột. Như vậy sau vòng thứ 3, đội tương cà chua của chúng ta đã ghi được điểm và ghi khá cao, 186 điểm. Khoai tây chiên, 234 điểm. Trong liệu đội cam tương cà chua có giành được chiến thắng? Mời quý vị khán giả đứng trên màn hình và trở lại chương trình trong ít phút nữa. Với Clinan mới, tôi có sức mạnh chinh phục các vấn đề về da đầu, sức mạnh cản phá gầu, đánh bay ngứa và ngăn tóc gãy rụng. Clearman mới với công nghệ Pro Nutrium kết hợp giữa các vitamin khoáng và dưỡng chất tăng cường bảo vệ da đầu khỏi gầu, ngứa và tóc gãy rụng, tạo nên bộ ba sức mạnh phòng thủ ưu việt. Clearman mới, bộ ba sức mạnh phòng thủ ưu việt cho tóc và da đầu nam giới. Ồ, thịt kho hả con? Mẹ lấy nước màu, nước mắm và gia vị nhé. Không cần đâu mẹ. Hả? Con đã có cờ no gia vị hoàn chỉnh rồi. Cờ no gia vị hoàn chỉnh, mỗi gói gồm các gia vị cần thiết, chỉ cần ướp 15 phút rồi nấu là sẽ luôn có được món thịt kho ngon đúng điệu. Thật là ngon đúng điệu, vợ con nấu ngon như mẹ vậy. Cờ no gia vị hoàn chỉnh, thịt kho, cá kho, canh chua cho món ăn ngon đúng điệu. Chàng xốp vui tính đem đến hàng triệu bọt xà phòng xốp, giúp giặt áo quần luôn trắng sạch và ngát hương thơm. Với xốp, áo quần luôn thật sạch và thơm mát. Bạn có chắc liệu pháp laser là cách duy nhất giúp xóa mờ vết thâm cho vùng da dưới cánh tay? Đơn giản hơn, mình có một bí quyết. Lăn khử mùi Nitra trắng mịn mới với các hạt của vitamin B5 giúp tăng cường khả năng tự tái tạo của da, cho da trắng mịn mờ vết thâm chỉ sau 7 ngày. Tự tin dù thật gần anh ấy. Nitra trắng mịn mờ vết thâm mới. Hãy sử dụng dầu ăn Maizan công thức mới, được tăng cường omega 3, vitamin A, vitamin E, giúp cho món ăn thơm ngon và tốt hơn cho sức khỏe. Maizan công thức mới, món ăn ngon tốt sức khỏe. Wow, cà phê mạnh dữ. Nescafe, cà phê Việt, cà phê mạnh cho phái mạnh. Khi đối mặt các vấn đề về da đầu, tôi chọn clean mới dành cho nữ. Với công nghệ Nutrium gồm vitamin và khoáng chất dưỡng ba lớp da đầu ở tầng biểu bì, cho bộ ba tác động ưu việt, sạch gầu, hết khô da đầu, ngăn tóc gãy rụng. Clear mới dành cho nữ. Hả? Trước cửa nhà có khách của ba mẹ. Mùi cá tanh quá, mẹ phải làm sao đây? Khử sạch mùi trong không khí với Ambipure. Nhà cậu thật là thơm mát. Đúng rồi, dòng sản phẩm khử mùi Ambipure mới